Xe phá mình này đang được thử nghiệm ở miền nam Ukraine. Nhóm tình nguyện hy vọng biến chiếc máy xúc thông thường thành một cỗ máy có thể rà phá bom mình. Thiết bị dùng những dây xích này để phá mình khi dây xích quay tác động tương đương với lực va chạm của 1.000 kg. Bất kỳ quả mình nào, dù là mình chống tăng hay diệt nhân lực, đều sẽ phát nổ. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể gắn thêm một số lưỡi dao để cày đất. Theo phân tích gần đây của Reuters, mức độ ô nhiễm mình của Ukraine được cho là cao đến mức chưa từng có trong thế kỷ 21. Hàng trăm ngàn quả mình có thể đang rải rác trên các con đường, cánh đồng và cả trong thành phố. Do đó, nhiều tình nguyện viên đã hợp tác với quân đội để giải quyết vấn đề chết chóc này. Dù vậy, các thiết bị rà phá bom mình hiện đại vẫn còn hạn chế tại Ukraine. Máy rà phá bom mình tự chế lấy cảm hứng từ những chiếc xe tăng Sherman chuyên phá mình hồi Thế chiến thứ hai. Các nhà phát triển tại Ukraine tin rằng cỗ máy của họ có thể đánh bại bất kỳ loại mình nào trên đường đi của nó. Chúng tôi đã thử nghiệm thiết bị này trên nhiều loại mình chống bộ binh. Kết quả cho thấy chúng đều nổ tung và vỡ thành nhiều mảnh. Bạn có thể thấy dấu vết các vụ nổ trên màn hình bảo vệ. Nhóm phát triển không muốn có rủi ro nào, dù có thể điều khiển máy bằng bộ điều khiển từ xa. Họ vẫn muốn đảm bảo buồng lái được an toàn, cho dù có mình nổ ngay dưới bánh xích. Và nếu đến một ngày công dụng rà phá không còn cần thiết nữa, cỗ máy đơn giản là sẽ trở lại phục vụ theo đúng mục đích ban đầu của mình. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.